Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và ngày hôm nay là ngày 26 tây tháng 11 của năm 2018, và chương trình đang trực tiếp gửi quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 55.5 ở Houston và Dallas và 2036 trên DirecTV, và đồng thời cũng gửi trực tiếp cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1560. TV hoặc là radio, quý vị welcome gọi tất cả gọi vào số điện thoại 844-858-7000, đó là 844-858-7000 để đặt những cái câu hỏi và cái thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch. Thưa quý vị, bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 12 năm 2018. Rồi sau đó Tuấn sẽ nói thêm một tí, rồi sau đó sẽ có phần A luôn. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 12 của năm 2018. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 12 năm 2018. Bảng B, Dates for Filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được giấy chấp thuận từ Sở Di trú, đã chuyển tới trung tâm visa, đang chờ trung tâm visa cho phép nộp đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 3 năm 2012. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 12 năm 2017. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2014. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 1 năm 2007. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 12 năm 2018. Thưa quý vị, vừa rồi là cái phần B thôi, cái phần B của cái visa bulletin của tháng 12 của năm 2018. Trong cái phần B thì quý vị thấy cái ngày chuẩn bị cái hồ sơ nó lên, nó tiến lên. Tất cả những cái trường hợp nó tiến lên hết, ngoài cái trường hợp ưu tiên 2B thôi. Tiến lên nhiều nhất là cái ưu tiên F4 là hồ sơ anh chị em. Cho nên đây là những cái ngày mà cái trung tâm visa người ta ước lượng trong vòng một năm nữa để cho người ta kêu cái hồ sơ phỏng vấn. Cho nên nếu mà quý vị chưa nhận được những cái hóa đơn để đóng tiền với trung tâm visa, hoặc là chưa nhận được những cái yêu cầu để bổ túc với trung tâm visa, thì đừng có panic. Tại vì cái này là bắt đầu tháng 12, cái đó là một. Cái thứ hai, liên lạc với những cái văn phòng giúp cho quý vị để người ta xin để cho tiếp tục những cái này. Nhớ rằng cái này để chuẩn bị thôi, để chuẩn bị. Nếu mà chuẩn bị hết rồi cái ngày đáo hạn nó tới, rồi lúc đó lên danh sách phỏng vấn với cái lãnh sự quán thì người ta phải phỏng vấn. Thì bây giờ nói tới cái ngày đáo hạn, thì bây giờ cho Tuấn gửi cái phần A của cái visa bulletin luôn. Đó là phần A của visa bulletin của tháng 12 của năm 2018 luôn. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 12 năm 2018. Bảng A, Final Action Dates, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh, trung tâm visa đã xét duyệt xong, đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 8 năm 2011. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 10 năm 2016. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 8 năm 2006. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 4 năm 2005. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 12 năm 2018. Và chúng ta tiếp tục từng dây điện thoại, số điện thoại là 844-858-7000, đó là 844-858-7000. Trên đường dây cho Tuấn xin mời anh Sunny ở Dallas, xin mời Sunny ở Dallas lên tiếng đi anh Sunny. Được sư khỏe không? Dạ, cảm ơn Sunny rất là nhiều, welcome cho cái chương trình. Mời anh Sunny đặt cái câu hỏi và cái thắc mắc cho tôi đi ạ. Dạ, muốn ngài luật sư giúp mình, cái mình làm hồ sơ bảo lãnh đứa em đó rồi... tháng 3, 2007, bây giờ nó gần tới cho luật sư. Dạ vâng. Cho tôi hỏi, anh đã nhận được giấy chấp thuận rồi phải không ạ? Có nhận giấy chấp thuận rồi, approve dạ, rồi. Dạ vâng.
Anh Sunny, ngoài cái câu hỏi này anh còn câu hỏi gì khác cho Tuấn không? Cũng hỏi vậy thôi, rồi trước khi nó bắt đầu cái hồ sơ của mình, nó có gửi giấy gì nó báo mình trước không luật sư? Dạ vâng. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều và anh có thể cúp điện thoại cho Tuấn để Tuấn trả lời cho anh. Anh Sunny, cái này cái trung tâm visa người ta chưa có yêu cầu để cho chuẩn bị phỏng vấn nha. Căn cứ vào cái phần B của cái visa bulletin của tháng 12 của năm 2018 thì người ta đang yêu cầu tháng 2 của năm 2006 thôi. Hồ sơ của anh là tháng 3 của năm 2007 thì tôi nghĩ đã còn khoảng 18 cho tới 20 tháng nữa thì trung tâm visa mới liên lạc với anh để yêu cầu chuẩn bị cho phỏng vấn. Make sure anh cập nhật những cái địa chỉ và những cái email với trung tâm visa. Nếu mà anh không biết cái cách để cập nhật hoặc là không biết về cái thủ tục, liên lạc những cái văn phòng để giúp cho anh. Cảm ơn anh Sunny ở Dallas rất là nhiều và cũng gần Dallas là tại thành phố Arlington. Cho Tuấn xin mời cô Cúc ở Arlington. Xin mời cô Cúc lên tiếng đi cô Cúc. Dạ vâng. Mời cô và nhỏ hoặc là tắt cái TV hoặc điện thoại đi cô. Cái radio đi cô. Mời cô trình bày đi cô. Dạ vâng. Xin kính chào luật sư. Tôi muốn hỏi thăm luật sư một việc, xin luật sư giúp. Tôi có bảo lãnh cho, tôi là trường cá nhân, là đã bảo lãnh cho con gái là độc con gái độc thân trên 21 tuổi vào ngày 24 tháng 10 2014, và đến ngày mùng 2 tháng 7 2015 thì tôi nhận được giấy chấp thuận. Mà bây giờ thì tôi coi trong cái chương trình trên TV di chú nhật tịch của luật sư thì nó có hai bảng, tôi cũng không biết nó là như thế nào. Bây giờ trong lúc này tôi có phải làm thêm giấy tờ cho cháu không? Xin luật sư vui lòng giúp cho. Dạ vâng. Xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, cô đừng có cúp điện thoại. Một câu hỏi rất là quan trọng thôi. Đứa con gái cô bên Việt Nam vẫn còn tình trạng độc thân phải không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng. Đúng như vậy ạ. Cảm ơn cô Cúc rất là nhiều và cô cúp điện thoại cho tôi đi cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô Cúc, đầu phần 2 của chương trình thì tôi có gửi cho cô hai cái phần, phần B và phần A của cái visa bulletin của tháng 12 năm 2018. Cái này không phải cho cô không mà cho tất cả quý vị thôi. Cho nên nếu mà cô Cúc, cái ngày ưu tiên của cô là ngày 24 tới tháng 10 của năm 2014, 24 tới tháng 10 của năm 2014, đó là hồ sơ thẻ xanh người mẹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, thì cái đó ưu tiên 2B. 2B người ta đang yêu cầu chuẩn bị cái hồ sơ trước ngày 22 tới tháng 3 của năm 2014. Trước ngày 22 tới tháng 3 năm 2014 thì cái trung tâm visa yêu cầu đóng tiền, làm giấy tờ bảo trợ tài chính và những cái thủ tục đó. Hồ sơ của cô sau cái ngày này lận, cho nên người ta chưa có yêu cầu. Nào, nếu mà làm hết tất cả cái thủ tục xong hết rồi, và nếu mà cái hồ sơ của cô trước ngày 15 tây tháng 2 của năm 2012, nghĩa là trước cái ngày đáo hạn cho cái visa bulletin của tháng 12 năm 2018, thì lúc đó cái trung tâm visa mới lên danh sách phỏng vấn với cái lãnh sự quán. Cho nên cái hồ sơ của cô, xin lỗi, cái hồ sơ của cô bảo lãnh cho con gái của cô thì tôi nghĩ nó còn khoảng một năm nữa người ta mới yêu cầu chuẩn bị hồ sơ, và nếu mà phỏng vấn thì khoảng hai năm nữa. Cảm ơn cô Cúc ở Arlington rất là nhiều và cũng tiếp tục khu vực Dallas luôn. Cho Tuấn xin mời cô Hằng ở Dallas. Xin mời cô Hằng ở Dallas lên tiếng đi cô. Dạ, xin chào luật sư. Tôi có vài câu hỏi mà trước tiên thì tôi muốn nói luật sư như thế này. Là năm 2005, 2006 tôi có bảo lãnh người em gái, gia đình 5 người, thì sau 4 tháng thì tôi được cái giấy mà họ nhận được cái receipt, họ ok, họ pro. Đến năm 2012, tháng 9 năm 2012, tôi lại bảo lãnh một người em trai, chính gia đình 5 người luôn. Thì cho đến ngày hôm nay tôi chưa có nhận được cái giấy gì ngoài cái receipt mà họ nhận được cái tiền thôi. Câu hỏi thứ nhất, tôi muốn hỏi xin luật sư giúp là, ví dụ như bây giờ tôi muốn đổi địa chỉ, thì khi mà tôi đổi thì nó có ảnh hưởng đến cái hồ sơ bảo lãnh hay không? Và nếu tôi đổi thì tôi phải làm như thế nào để cho nó thuận tiện? Câu hỏi thứ hai là, cái hồ sơ thứ hai mà tôi bảo lãnh người em trai, nếu bây giờ tôi muốn bảo lãnh em tôi đi du lịch, đi chơi đi du lịch 1-2 tháng, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái hồ sơ bảo lãnh không ạ? Thưa xin luật sư chỉ dùng. Dạ vâng. Cho tôi hỏi cô vài câu thôi. Từ năm 2006 cho tới bây giờ cô có thay đổi địa chỉ lần nào chưa? Dạ chưa thay đổi. Mà bây giờ thì muốn thay đổi thì lại dạ, vâng. Thì không biết là nó có ảnh hưởng gì không. Dạ. Dạ vâng. Cái câu hỏi thứ nhì là, cái hồ sơ người em trai làm tháng 9 của năm 2009 cho tới bây giờ cô chưa có giấy chấp thuận. 2012 đó.
tháng 9 của năm 2012 ạ. Dạ vâng. Ok, nếu vậy tôi đầy đủ chi tiết rồi cô. Cảm ơn cô và cô có thể cấp điện thoại cho tôi. Ok cô, à, cái câu hỏi nó rất là effective cô, rất là thông dụng cô. À, đầu tiên á, thì cho tôi nói cái này là cái cách để cho cái sở di trú nó giải quyết cái hồ sơ thì nó không giống như là quý vị nghĩ đâu. Là hồi trước cách đây khoảng mười mấy năm thì tất cả các hồ sơ nó đi vào trực tiếp 4 hoặc là 5 cái trung tâm của sở di trú. À, Tuấn cho thí dụ như nếu mà trước đây khoảng mười mấy năm thì các hồ sơ nó đi về ở bên California Service Center ở Laguna. Nếu mà quý vị ở miền miền Tây của bên nước Hoa Kỳ giống như Cali hoặc là Arizona hoặc là Oregon, Texas thì miền Nam của Texas thì về Irvine. Còn nếu mà quý vị ở Central trong trung tâm của nước Hoa Kỳ thì nó thuộc về Nebraska. Rồi nếu mà ở miền Bắc hoặc là Đông Bắc thì nó thuộc về Vermont. Nhưng mà cách đây khoảng 10 năm thì tất cả các hồ sơ bảo lãnh nó đi về hết cho một cái trung tâm. Đi về hết một cái trung tâm. Đó. Thì cái trung tâm đó là cái hộp thơ ở Chicago. Rồi sau này nó chia thành một cái trung tâm nữa. Rồi từ cái trung tâm đó nó phải phân chia các hồ sơ cho những cái sở di trú địa phương để giải quyết các hồ sơ. Cho nên đó là tại sao quý vị thấy có cái hồ sơ nộp vào năm 2006, 4 tháng sau nó chấp thuận. Hồ sơ năm 2012 cho tới bây giờ là hơn 6 năm rồi cũng chưa có giấy chấp thuận. Đó, thì tại vì nó phân chia các hồ sơ đi. Nào, chấp thuận bây giờ hoặc chấp thuận sau này cũng phải tiếp tục chờ thôi. À, hồ sơ năm 2006 thì nó đang chuẩn bị, nó kêu chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ năm 2012 còn rất là lâu. Đó, thì nếu mà cô thay đổi địa chỉ thì cái đó là chuyện bình thường thôi. Cô chỉ có make sure là cô lưu lại tất cả những cái chi tiết để cô đã thông báo cho sở di trú, đặc biệt sở di trú. Tại vì có một cái hồ sơ năm 2012 sở di trú nó chưa có duyệt thì cô phải make sure là sở di trú nhận được cái thông báo của cô là cô đã thay đổi cái địa chỉ. Cho nên trong cái chương trình này và trong tất cả những cái chương trình trước đây, Tuấn nói thay đổi địa chỉ có 3 phương cách mà nên làm 3 phương cách luôn nếu mà cái hồ sơ nó chưa có chấp thuận với sở di trú. Một phương cách là viết thơ gửi bảo đảm, lưu lại cái certified mail, cái number đó, lưu lại cái bảo đảm đó. Cái thứ hai liên lạc qua điện thoại, cái thứ ba là trực tiếp online. Đó, làm bất cứ cái nào hoặc làm cả ba phải lưu lại hết đó. Và cái thời điểm này cô có thể theo dõi các hồ sơ với sở di trú. Nếu mà cô đào tạo lên một cái account với sở di trú, gài cái receipt number của cái 130 vào cái account đó để cho mỗi lần sở di trú nó giải quyết cái gì thì người ta sẽ send cái alert cho cái email của cô, là cái thông báo cho cái email của cô. Đó, cho nên đó là chuyện bình thường. Còn nếu mà cô thay đổi địa chỉ với trung tâm visa cho cái hồ sơ năm 2006 thì cái đó rất là đơn giản thôi, tại cái này đã chấp thuận rồi. Và nếu mà hồ sơ năm 2006 cô tự làm á, thì cô nên cung cấp cho người ta cái email luôn để sau này khi mà người ta yêu cầu chuẩn bị cái hồ sơ thì người ta có thể liên lạc với cô qua email giống như mấy cái hóa đơn. Nào, cái vấn đề cô hỏi là người em đang có cái hồ sơ bảo lãnh đi xin đi du lịch thì cái đó là chuyện bình thường thôi, nhưng mà có hai cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên là nhớ, cho dù mình đang có cái hồ sơ bảo lãnh, mình vẫn có quyền đi du lịch, nhưng mà mình vẫn phải trình bày cái sự ràng buộc của mình ở bên Việt Nam. Cho nên nếu mình rất là giàu có công ăn việc làm cho công ty nước ngoài, đó, gia đình đầy đủ hết, có nhiều cái sự ràng buộc Việt Nam, thì cái lãnh sự quán vẫn cho mình đi xin du lịch và vẫn cho mình cái visa du lịch qua này và tạm thời đi về. Nhưng mà cái thứ hai, cái quan trọng nhất, make sure khi kê khai để xin du lịch trong cái DS-160 là cái đơn để điền với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ, phải kê khai đầy đủ hết chứ không có cái sự gì gian lận hết. Đó. Cho nên hồ sơ cho dù dịch vụ nó điền cho người khác điền nhưng mà nó vẫn là cái hồ sơ của mình, điền không đúng vẫn là cái trách nhiệm của mình. Đó. Cho nên khi mà đang có cái hồ sơ định cư mình vẫn có quyền được xin đi du lịch. Nhưng mà make sure phải trình bày cái sự ràng buộc ở Việt Nam và phải make sure là tất cả những cái chi tiết mình kê khai cho nó đúng. Nào, nếu mình không hiểu cái chi tiết trong cái hồ sơ, làm ơn tham khảo với luật sư ở bên Mỹ, tại vì đây là thủ tục di trú Hoa Kỳ chứ không phải thủ tục di trú ở Việt Nam. Đó, tại vì những cái chi tiết trong cái DS-160 nó cần chính xác,
để nó tránh cái vấn đề gian lận với cái lãnh sự quán sau này khi cái lãnh sự quán phỏng vấn cái hồ sơ định cư của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ trở lại với thành phố Houston, cho Tuấn xin mời cô Linh ở Houston, xin mời cô Linh ở Houston lên tiếng đi ạ. Dạ. Cô Linh, đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, mời cô lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư ạ. Luật sư cho tôi hỏi là tôi có người con gái ở bên đây này, có bảo lãnh cho chị ở bên Việt Nam á, chị anh chị em á, nhưng mà nay làm tháng 10 2005. Rồi luật sư cho biết là giấy tờ bao giờ mới có visa chưa? Dạ vâng. Cô Linh, tháng 10 của năm 2005 Sở Di trú đã chấp thuận rồi phải không ạ? Dạ, chấp thuận 2007 chứ. Dạ vâng. Cảm ơn cô Linh rất là nhiều và cô cúp điện thoại cho tôi. Cô Linh, giống như tôi trình bày đó là bắt đầu tháng tới là Trung tâm Visa sẽ liên lạc để yêu cầu đóng tiền cho cái bảo trợ tài chánh và cho cái đơn xin visa. Rồi người ta sẽ yêu cầu điền cái bảo trợ tài chánh và điền cái đơn xin visa định cư là DS-260 và phải nộp một số giấy tờ bên Việt Nam. Cho nên đây là những cái hồ sơ mà cái Trung tâm Visa sẽ bắt đầu liên lạc cái người thân nhân ở bên Mỹ trực tiếp bắt đầu tháng 12, tại vì tháng 12 cái ngày mà chuẩn bị hồ sơ nó move cho tới tháng 2 của năm 2006. Hồ sơ của cái tình trạng này là tháng 10 của năm 2005. Thì bắt đầu tháng tới, chỉ make sure là liên lạc với Trung tâm Visa và cập nhật những cái địa chỉ và những cái email để cho người ta trực tiếp làm việc với mình. Nếu mà phỏng vấn thì tôi nghĩ khoảng một năm sau. Cảm ơn cô Linh ở Houston rất là nhiều. Và cũng gần Houston, đó là thành phố Port Arthur. Cho Tuấn xin mời anh Hùng ở Port Arthur. Xin mời anh Hùng lên tiếng đi ạ. Dạ, thưa luật sư Tuấn, em tên Hùng. Anh xin hỏi là sư Tuấn hai câu. Em bảo lãnh vợ con em trong tháng 3 năm 2017, nhưng mà anh nhận được giấy báo là hôm tháng 4 năm 2017. Nhưng mà anh nhận được chỉ có một cái tờ giấy là Y-797 thôi. Tới nay em chưa có nhận được cái tờ giấy chấp thuận. Và với lại bao nhiêu lâu nữa em mới được nộp giấy thế để mà đóng tiền visa, xin luật sư cho em biết ạ. Dạ hết ạ. Dạ vâng. Anh Hùng, đây là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ và con phải không ạ? Dạ thưa đúng ạ. Dạ vâng. Cho tôi hỏi anh Hùng thêm một câu nữa là anh chưa có vào quốc tịch phải không ạ? Dạ thưa chưa ạ. Anh chỉ nộp một cái hồ sơ thôi phải không? Nghĩa là chỉ có một cái Y-797 thôi phải không ạ? Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn Hùng rất là nhiều và Hùng có thể cúp điện thoại cho Tuấn ha. Thưa Hùng, cái thời điểm mà cái Sở Di trú nó đang cứu xét để nó duyệt cái Y-130 thì cái đó Hùng có thể theo dõi trên cái mạng của Sở Di trú, đó là uscis.gov. Thì trong cái website của Sở Di trú, nếu mà Hùng punch in cái receipt number của cái hồ sơ bảo lãnh mà Hùng làm vào tháng 3 của năm 2017 đó, thì người ta sẽ cho biết là người ta đã giải quyết chưa. Rồi sau đó mình có thể check cái trung tâm mà đang phụ trách cái hồ sơ để xem người ta đang giải quyết hồ sơ thời điểm nào. Đó. Đây cho Tuấn nói cái này là cái hồ sơ này có thể người ta đang sắp sửa giải quyết cái hồ sơ. Cái lý do người ta chưa có giải quyết là tại vì cái ngày đáo hạn của ưu tiên 2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ và con dưới 21 tuổi, nó chưa có đáo hạn. Nó đang đáo hạn là tháng 10 của năm 2016. Hồ sơ của anh Hùng là tháng 3 của năm 2017. Cho nên Tuấn nghĩ có thể trong thời gian từ 30 ngày cho tới 120 ngày, Sở Di trú sẽ bắt đầu giải quyết cái hồ sơ này. Cái thứ hai là nếu mình cảm thấy nó sắp sửa nó giải quyết thì mình nên chuẩn bị những cái giấy tờ bảo trợ tài chánh và đơn xin visa và những cái chi tiết đó. Đó. Tại khi người ta duyệt liền, người ta chuyển qua cái trung tâm visa thì trung tâm visa sẽ cho phép mình đóng tiền cái visa liền rồi nộp hết tất cả giấy tờ để chuẩn bị cho cái phỏng vấn. Cho nên nếu mà anh muốn mong chờ để được đoàn tụ sớm thì go ahead, có thể chuẩn bị những cái chi tiết này, tại cái hồ sơ này nó cũng sắp sửa được duyệt rồi, để cho chuẩn bị cái trung tâm visa. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn đi qua tiểu bang Alabama, thành phố Mobile, Alabama. Cho Tuấn xin mời chị Thuận đi ạ. Xin mời chị Thuận lên tiếng. Dạ, chào luật sư. Chào vâng. Cô Thuận, mời cô trình bày đi cô. Cho tôi xin hỏi, tại vì hồ sơ của tôi bảo lãnh cho con gái là 2006, nhưng mà nó đã hạn, họ đã gửi về cho tôi để tôi đóng tiền, với lại
điền giấy mà bảo trợ tài chánh với lại nộp tiền rồi đó, thì tôi đã làm xong rồi, nhưng mà còn phải chỉ chờ có một cái giấy tư pháp của bên Việt Nam đó, như vậy hồ sơ thì nó có tỷ lại nãy không một sự. Ok, make sure cho cái chi tiết cho nó rõ ràng nha cô Thuận. Đây là bảo lãnh cho con đã lập gia đình rồi phải không ạ? Dạ đúng rồi. Hồ sơ tháng mấy của năm 2006 vậy cô? Dạ tháng 10, 2006. Tháng 10 của năm 2006 ha. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Cho nên mình đang chờ cái lý lịch tư pháp số 2 ở bên Việt Nam để nộp cho trung tâm visa phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Cô Thuận, tôi đầy đủ chi tiết rồi, cô có thể cúp điện thoại để cho tôi trả lời cho cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa cô, khi mà cái trung tâm visa nó yêu cầu cô đóng tiền làm tất cả giấy tờ, thì khi cô làm việc với trung tâm visa, tại vì trong cái chương trình này mình có những cái chương trình đặc biệt với cô Phi Oanh và cô Đinh Uyên nói về cái thủ tục với trung tâm visa, thì một cái tip, một cái cách để cho cái hồ sơ nó không có bị chậm trễ là khi mình nộp đầy đủ hết cho trung tâm visa. Cho nên nếu mà cái trung tâm visa yêu cầu những cái này thì make sure mình có đầy đủ hết, mình nộp một lúc cho trung tâm visa. Cho nên nếu mà cái hồ sơ cô đang chờ cái lý lịch tư pháp số 2 ở bên Việt Nam về con của cô, thì cô chờ chừng nào đầy đủ hết cô nộp hết một lúc. Đó. Cho dù cái trung tâm visa nhận hết hồ sơ và hoàn tất các hồ sơ thì nhớ rằng là cái ngày ưu tiên nó phải đáo hạn. Thì cái ngày ưu tiên cho cái hồ sơ này nó chưa có đáo hạn cô. Visa bulletin của tháng 12 của năm 2018 thì nó đang đáo hạn cho những cái ngày ưu tiên trước ngày mùng 1 tây tháng 8 của năm 2006, trước ngày mùng 1 tây tháng 8 năm 2006. Hồ sơ của cô là tháng 10 của năm 2006, nghĩa rằng là cho dù cô nộp đầy đủ hết. Đó, cho dù nó đầy đủ hết, nó chưa có quyền phỏng vấn, và nếu mà phỏng vấn thì tôi nghĩ khoảng mùa xuân năm tới. Cho nên bây giờ cho dù mình làm đầy đủ hết, nó cũng chưa có quyền phỏng vấn, thì cô make sure là khi cô nộp cho trung tâm visa, cô nộp đầy đủ để không có bị cản trở về cái cú sét với trung tâm visa, để cho nó đưa vào cái queue là cái hàng để lên cái danh sách phỏng vấn khi cái visa nó đáo hạn. Visa đáo hạn thì Tuấn nghỉ khoảng tháng 4, tháng 5 năm sau. Cảm ơn cô rất là nhiều. Đó là cô Thuận ở Mobile, Alabama. Thưa quý vị, trong chương trình này thì cho Tuấn summarize cái chương trình ngày hôm nay. Thì chương trình ngày hôm nay thì có những cái bản tin liên quan về cái migrant caravan, là những cái một số người di dân caravan từ Trung Mỹ đã tới cái cửa khẩu của Nam Mỹ ở ngay San Diego, California, đó là Port Isidro. Thì căn cứ vào cái cửa khẩu đó thì chúng ta đang có một số người rất là đông đang chờ xin tị nạn chính trị. Thì cách đây vài bữa thì có một số người khoảng 500 người đã ào cái hàng rào và đã nhảy qua hàng rào. Thì trong đó thì người ta đã đưa một số người đã trở về cái quốc gia của người ta. Đó, thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái thông báo, cái quyết định là không cho người ta xin tị nạn chính trị nếu người ta vào đây bất hợp pháp. Thì cái thông báo đó và cái quyết định đó đã có cái sự cản trở về tòa liên bang. Thì tòa liên bang không cho cái thi hành cái thông báo đó hoặc là cái quyết định đó của Tổng thống Donald Trump. Đó là hai cái tin tức, và một cái tin tức liên quan về cái câu hỏi về quốc tịch trong cái census của năm 2020. Thì cái tòa tối cao Pháp viện đã bằng lòng xử cái kháng cáo của chính phủ liên quan về có nên có đặt cái câu hỏi trong đó không cho cái census của năm 2020. Thì đây là những cái tin tức cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 26 tây tháng 11 của năm 2018. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào cho chương trình, cho dù là ở xa, ở gần hoặc là ở những cái thành phố gần. Rất là cảm ơn quý vị và chân thành cảm ơn quý vị. Và xin tạm hẹn quý vị vào mỗi chiều tối ngày thứ hai vào lúc 6 giờ chiều. Xin kính chào.